Kính thưa cộng đồng mạng và bà con cô bác, hôm nay là ngày 27 tháng 3. Tôi đến đây ngồi với anh Lê Văn Bằng này để tìm đứa con Lê Thị Hồng Gấm. Tên gì em? Lê Thị Hồng Gấm. Con em nay nhiêu tuổi rồi? Nó tưởng tao năm nay 20 à. Năm nay 14 tuổi. Phải không? Tưởng tao Châu là sinh năm 96 rồi. Năm 2010. 2010 hả? Vậy là mới có 14 tuổi. 14 tuổi. Mà đi này 3 năm rồi. Đúng rồi. 2010 là 14 tuổi. Dạ thưa cô chú anh chị thì chắc hẳn thì từ đầu video tới giờ thì cô chú anh chị chưa biết chú Châu là ai đúng không ạ? Thì chú Châu có thể giới thiệu lại chú Châu là ai và để cho tất cả cô chú anh chị được biết. Mình là Châu mà tên trong giấy tờ là Nguyễn Văn Ngọc. Sinh 1964. Anh của Nguyễn Anh Hải. Hôm nay đến thấy hoàn cảnh của anh Lê Văn Bằng này cũng đơn chiếc và khổ. Đi này 3 năm rồi, con gái của anh Lê Văn Bằng này đi 3 năm rồi, thấy không có về, mình lên lấy cái lọc để mà cho anh Lê Văn Bằng con ảnh đi về. Và đặc biệt rằng là thưa cô chú anh chị, chú Châu là người gọi là giữ máy online của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Và thường thường là các cô chú anh chị trong cái thời gian này, cô chú anh chị gọi để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ là chú Châu là người trực tiếp chuyện trò với cô chú anh chị, là người mà hiện tại đang giữ số hotline là 0913785858 cô chú anh chị. Dạ xin phép chào chú nha. Chú có thể giới thiệu chú tên là gì? Lê Văn Bằng. Chú Bằng quê ở đâu? Quê ở Bến Tre, Ba Tây. Bến Tre. Là hôm nay chú Bằng về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ, đó là tìm con. Chú có thể chia sẻ cụ thể cái câu chuyện, cái sự việc con gái của chú bỏ nhà đi từ khi nào và lý do gì bỏ nhà đi? Xin phép mời chú. Thì nó đòi đi mà mình không cho đi. Nó đang đi học á. Rồi nó nghe bè bạn nó hay gì không biết. Rồi tự rồi nó đi luôn à. Lúc đó là con gái của chú là đi ở đâu? Rồi nó đi đâu mình cũng không biết nữa. Lúc đó là đi ở tỉnh nào? Lúc đó nó có nhờ đứa bạn nó kế bên chở vô trong lậu lớn, rồi lên lậu lớn này rồi nó đi theo ai nó đi mất tiêu luôn. Không, con hỏi chú như thế này là lúc đó là hiện tại là con gái nhà mình đang ở tỉnh nào? Lúc đó là ở Ba Tây, ở Bến Tre, ở quê luôn đúng không ạ? Con gái khi đó là đang học lớp mấy? Nó đang học lớp 5. Lớp 5. Nhà mình đông con không chú ha? Hai đứa à? Hai đứa ha. Chú năm nay là cho con xin phép được mạo muội hỏi là chú là nhiêu tuổi chú? Nay là 46 tuổi rồi. Ô trời đất ơi, 46 tuổi. Trời ơi. Con nói cái điều này chú đừng có buồn nha. Nhưng mà sao mà chú có vẻ chú già trước tuổi đúng không? Chứ mình làm chuyện với nước không á. Cái này là con lại phải xưng hô lại thôi anh em thôi chứ. Chú Châu là năm nay nhiêu ta? Năm nay 61. Ôi, nhưng mà nhìn chú Châu là có vẻ là trẻ hơn chú đúng đấy. Thấy hoàn cảnh của anh này. Anh Bằng này thấy coi anh già quá. Và con đi này 3 năm rồi. Dạ. Thì mình lên đây mình trước mắt là cũng nói với con gái đi về với cha mẹ. Mẹ ba thì giờ thấy tuổi mới 46 tuổi rồi mà tuổi thấy coi già quá, tóc bạc hết chưa mà tốt với Bến Tre sông nước nữa, biển nữa nên càng già thêm nữa. Nói vậy nên giờ con gái nè thấy ba lên đây lần thứ hai rồi đó. Thì coi ấy thì về với cha mẹ để mà cha mẹ khỏi lo lắng, để đầu bạc hết rồi. Con mà sau này con không về đó, con đến đừng con về là không biết làm sao nói nha. Chắc thì sợ là rằng đến lúc con mà không về mà tới sau này con về thì chỉ còn bức hình. Bức hình không bức đó là một cái điều thật sự rất buồn. Nhớ không? Chứ đừng nói vậy, đầy tuổi như vậy mà con đi về, con thấy ba mới có 46 tuổi thì chú đây nè. Hiện chú là 60 tuổi, 61 tuổi mà thấy hai người khác nhau liền. 61 tuổi nhưng mà chú trẻ ha. Vậy bây giờ là anh Bằng này, bây giờ là trước thì em không biết tuổi của anh, nhưng mà khi em biết thì mình xưng hô lại ha. Em thì cũng gần 40 rồi, em ba mấy rồi anh Bằng ạ. Thì anh Bằng có điều gì tâm sự tình cảm trong quá trình một thời gian rất dài 3 năm mòn mỏi đúng không ạ, để mà chờ con, anh tâm sự với con gái của anh đi. Thì giờ con ở đâu? Đừng khóc, đừng nói cho mình thanh tĩnh đi. Bây giờ đâu về với cha mẹ?
để đi kiếm chết luôn à. Bỏ nhà đi vậy. Quá đau lòng, thật sự rất đau lòng. Trong cái thời gian vừa qua thì chú Châu những cái hoàn cảnh mà tìm kiếm người thân liên hệ cho chú thì tới giờ phút này khi mà anh em đăng lên rất nhiều video mà rất nhiều cô chú anh chị thắc mắc và hỏi rằng là quay lên đi tìm rất nhiều nhưng không thấy về, thì chú có lời nào để mà chú chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị thì, cộng đồng mạng được biết? Kính thưa cộng đồng mạng và cô chú anh chị này kia xa gần, thì trong thời gian qua thì tôi có trực máy và này kia thì cũng có nhiều ca để về, mà nhiều ca ở nhà sao quá thì tôi đích thân đưa thôi, đừng lên chi tốn tiền cho bà con vậy, cũng khổ từ sau đến đây thì cũng nhiều ca ở Cà Mau, Bạc Liêu, rồi ở thậm chí ngoài xa hơn nữa phải không, Phú Yên này kia vô đây. Thì do đó thì tôi thấy hoàn cảnh người ta khổ, con người ta đi vậy mà không có tiền bạc vô đây nữa, công thì cũng tốn tiền hao phí, nên tôi không cho đi vào đây, để mà xin cảm ơn cộng đồng mạng chia sẻ với kênh của anh em trong đội hiệp sĩ Nguyễn Hải. Do đó thì cũng hôm nay cũng nói thật lòng về cũng nhiều ca, giờ đó mỗi ngày là 2-3 ca, nhiều nhất là con bỏ đi không, thì hôm nay tôi cũng đến đây thì cũng chia sẻ dùm cộng đồng giúp đỡ cho anh bạn này để tìm con, để thấy anh già quá và con đi mới sinh 2020 à, bằng cháu ngoại tôi, nhỏ cháu ngoại tôi 1 tuổi, cháu ngoại tôi nay mới 14 tuổi ha, bé rất là dễ không? Thương, mà trong khi đi 3 năm trời mà nay tiếp kiếm được lên đây là lần thứ hai rồi, mong cộng đồng chia sẻ cho cái anh bằng này tìm được đứa con này, giờ ví dụ đó có chồng hoặc có cứ gì thì con cũng nên về cha mẹ tha thứ cho con. Giờ anh bằng này ảnh nói chuyện thì con không được, ảnh cũng buồn rầu, ảnh khóc, con thì ảnh nói chuyện không được thì thôi con ở đâu thì con về để cho cha con gặp mặt, thấy không? Thứ nhất cha con gặp mặt, thứ hai nữa giờ cha con đi lên đây lần thứ hai rồi, lần đầu đi lên rồi, đến nay nữa là 3 năm trời mà kìm con không được, hơi con gái nhỏ cũng còn nhỏ quá, còn bé quá, mới 20 mà mới 14 tuổi, 14 tuổi mà đi lúc đó mới 11 tuổi. Cái ngày đi đó là ba mẹ có la dầy gì bé không anh? Không, không à. Bé có ngoan không? Bé ngoan lắm. Cái lúc đi đó con gái có đem theo thứ gì đi không? 2-3 bộ đồ. 2-3 bộ đồ. Bé có sử dụng điện thoại nhiều không? Nó có đem theo điện thoại, nó cũng xài điện thoại, nó cũng xòi lắm. Vậy là theo như anh là có phải là bé quen biết và bị những bạn bè trên mạng xã hội dụ dỗ đi không? Cái này thì thường thường mình cũng theo dõi nó cái chuyện bạn tay nó này kia rồi thấy cũng ấy, mình lay la đầy nó hoài đừng có ấy. Cái sự việc này anh đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa, lúc con mình bỏ đi á? Từ mình cũng không có nói gì đâu. Ôi trời đất ơi, nè anh quay cảnh này xong anh về anh báo chính quyền địa phương, công an thứ nhất là để hỏi công an hỗ trợ, hiểu không? Chứ đúng ra anh em đây không quay với anh, thấy không? Mà tại vì anh đã đến đây rồi thì anh em sẽ hỗ trợ anh quay này. Nhưng mà anh về dứt khoát ngày nay hoặc ngày thứ hai là anh về anh báo với chính quyền địa phương, công an để nhờ đã tìm giúp này 3 năm trời rồi. Thứ nhất là bé này mới có 14 tuổi, lúc đi ở 11 tuổi, thấy không? Anh hãy báo chính quyền địa phương để anh chị người ta hỗ trợ anh đi kiếm phụ anh, thấy không? Còn anh không báo thì anh đến đây đường xa anh tự ba tri mình xuống đây thì tụi này có thể giúp anh được, những gì giúp được thì giúp, còn là ngoài chuyện khả năng là giúp không được, hiểu không? Rồi có, cũng có ấy xã huyện trên à. Có à, tức là anh báo chưa? Có, họ nó đi rồi báo liền luôn. Báo liền hả? Nay 3 năm trời rồi. Mà xã huyện rồi cũng kiếm 3 năm trời biết bây giờ bé như thế nào, và đặc biệt rằng con gái của anh ngoại hình rất dễ thương, xinh xắn đúng không ạ? Có thể tới giờ phút này con gái nhà anh gặp những cái điều không hay anh ạ. Chú có lẽ chú đang nghe điện thoại của bà con đúng không? Rồi chú cứ nghe đi nhá. Nào biết sao mà không có tin tức gì đâu rồi. Giờ này biết được con gái nhà mình ở phương trời nào. Vậy, đúng không anh? Đâu. Rất khổ ha. Rồi, mấy tháng đầu nó còn điện tới điện rồi mấy sao? Cứ điện về nó nói sao? Bé điện về nói sao? Thì nó đi mới đầu nó đi nó điện về là nó cũng có điện thoại mạng á, nó cũng bán quán nước quán chòi gì á. Trời ơi, quán chòi luôn hả? Ừ.
cà phê trò ấy hả? Hỏi nó ở đâu, nó Bình Dương, mà từ nào giờ đâu có biết Bình Dương là sao. Thì nó hỏi nó mặn ở đâu, nó Bình Dương. Bánh trong chòi là bánh trong chòi lá cọ hay là chòi gì? Đâu thấy ông chòi lá rá gì đó. Trời ơi. Bỏ vậy. Bánh trong chòi lá rá. Vậy rồi là sau đó là mất tích luôn. Rồi thời gian là biệt tích luôn. Bình Dương mình có biết ở khúc nào không? Ở vậy thì nó nói Bình Dương, hỏi nó đâu nó không nói nữa. Trời ơi. Bỏ vậy. Bình Dương rộng lớn bao la lắm anh ạ. Ừ, mấy quán chòi á. Biết đường nào tìm bây giờ đây? Bỏ vậy. Anh nhắc lại là con nhà mình tên là gì? Lê Thị Hồng Gấm. Sinh năm? Sinh năm hả? Sinh năm 2010. 2010. Và bỏ đi thì năm hay bỏ năm bỏ đi là năm 2021 đúng không? Ừ, năm nay 3 năm á, năm nay năm thứ 3 này. Dạ. Yeah. Khi đi thì có đem theo vài bộ đồ. Có vài bộ đồ lắc thôi à. Con gái nhà mình là cao 1 mét mấy ạ? Nó cao chắc 1m6 ạ. Nặng bao nhiêu cân anh? Bao nhiêu ký? Nó cũng ba mấy 40 quá, tầm 40 ký ạ. Tính tới thời điểm hiện tại bây giờ bé vẫn là trẻ em dưới tuổi vị thành niên 14 tuổi, và có thể rằng những ai đối tượng nào đang chưa chấp bé chắc chắn sẽ vi phạm trước pháp luật, đúng không ạ? Trên cái video này anh có điều gì anh khẩn cầu cầu cứu tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng chung tay góp sức để giúp đỡ gia đình nhà mình, xin phép mời anh. Thì thôi giờ nó có ấy gì thôi về với cha với mẹ đi, chứ giờ mình cũng đâu có biết nói sao giờ. Anh có thể là anh là một người cha ở quê chị, gọi là chân chất thật thà, có thể là không biết dùng những cái ngôn từ để mình chia sẻ mình nói, đúng không ạ? Trong quá trình 3 năm trời qua thì gia đình nhà anh từ ngày con đi tới giờ thì có bao giờ có tiếng cười trong nhà không anh? Buồn lắm chứ. Mỗi độ Tết đến xuân về thì như thế nào? Buồn. Nhớ con nhiều không ạ? Ăn ngủ đâu được. Em biết mà, em hiểu cái cảm giác của bậc làm cha làm mẹ. Và đặc biệt rằng con nhà mình đang còn rất nhỏ, nếu như bé mà độ tuổi trưởng thành lớn rồi thì mình lại đỡ hơn. Còn cái trường hợp gia đình nhà mình là bé là ăn chưa no lo chưa tới. Mà mình nói nó không nghe, mới chết vậy. Rất khổ, thật sự rất khổ ha. Mình đâu có ngày đâu có không đâu, mình nói nó hoài. Chú Châu còn điều gì chú Châu muốn chia sẻ không chú Châu? Bây giờ chia sẻ với cộng đồng nhà, trong cộng đồng mạng, nếu mà ai gặp được bé này, thấy không? Thì thấy hoàn cảnh của anh Lê Văn Bằng này cũng quá khổ, thấy không? Thì đó, nhờ cộng đồng chia sẻ để giúp đỡ cho con gái về. Và thứ nhất, thứ hai nữa là con gái nó có nghe được ba lên đây, thì nghe được ba lên đây để nhờ đội hiệp sĩ quay đưa clip này lên, thì con gặp được, cháu gặp được thì cháu về. Thứ nhất, về để cho cha mẹ biết. Thứ hai nữa là giờ con có sai trái gì cha mẹ bỏ qua, thấy không? Chứ con đi về là cho biết chỗ con ở này, ví dụ con lỡ mà có điều gì mà xấu nhất, thấy không, có chồng hay có như thế nào, có bồ hay bất cứ gì gì, thì cha mẹ có bỏ, có anh có thể bỏ qua không? Thì cũng bỏ qua chứ gì sao giờ. Chứ vợ con anh đã vậy giờ 3 năm trời mà anh không gặp, bây giờ nếu mà anh đó có làm có chồng hoặc có gì á, anh cũng phải chịu thôi. Thứ nhất là chịu, thứ hai nữa cái anh mày, anh nào hoặc người nào dắt đi, thấy không? Thì giờ cha mẹ nói lên đây là nói tha thứ này kia, thấy không? Còn nếu mà em không dắt về, người mà dắt đi không rồi á, dắt đi xong rồi mà không dắt về á, thì người đó phải chịu trách nhiệm. Sau này có gì á là chịu trách nhiệm hình sự. Tại vì con anh mới có 13 tuổi, 14 tuổi, dắt đi lúc 11, 12, 13 tuổi. Mà đến giờ này mà không dắt về, mà không nghe điên lạc về nhà. Biệt tích luôn. Giờ á, một lần cuối là tha thứ cho con và tha thứ cho ai mà đã dắt con anh đi. Anh đồng ý tha thứ, thấy không? Nếu cho này kia liên lạc gia đình biết chỗ này kia thì cái chuyện đó muốn làm gì làm. Còn nếu mà không mà liên lạc gia đình hoặc người mà dắt đi con anh đi mà không liên lạc gia đình thì sau này đừng trách anh, thấy không? Anh sẽ thưa ra tới đâu rồi. Thì nhỏ này, bé này vị thành niên mà. Còn tuổi gì thì mới có. Nhưng mà chú Châu con sợ như thế này này, tới giờ phút này thì con đang lo lắng rằng là bởi vì ba của bé vừa chia sẻ cái thông tin là bé trước khi đi lên á có gọi điện về là đang ở làm ở quán cà phê chòi. Đó là cái điều mà con đang lo lắng, con sợ rằng tới giờ phút này là bị những có thể chủ quán hoặc những đối tượng xấu khống chế không cho con, không cho bé về. Có 3 năm mày cho rồi vậy rồi.
không? 3 năm thì có thể là con cho về rồi. Cà phê chòi nữa cũng cho về. Cà phê chòi sợ rằng những quán cà chòi không lành mạnh. Bé này là một là cặp với người khác, người ta dụ dỗ cặp với nó. Tại nó tướng nó bự quá, đâu có biết là 10 mấy tuổi. Mà thực tế nhỏ này mới có. Người ta đâu có giấy chứng minh, không có giấy căn cước gì đâu. Trời đất ơi. Không có giấy tờ gì đâu. Mà vậy đó. Ai chưa chấp nó vậy á, không có giấy tờ, không có gì hết trơn rồi. Rất buồn thật sự, đây là một câu chuyện rất là buồn luôn á. Một lần nữa nè, một lần nữa trên cái video này, bản thân anh là một người cha, anh hãy điều dành những cái điều gì tình cảm nhất anh nói với con. Hy vọng rằng em chắc chắn rằng cái video này con của anh hoặc là bạn bè con của anh sẽ xem được đấy. Xem, bảo đảm luôn. Anh trai nói đi. Con anh sẽ xem cái hình này. Thấy không? Ít khi nào mà anh lên trong cộng đồng lắm, mà hôm nay thấy hoàn cảnh này rất nghèo. Bằng cháu ngoại tôi á. Nên tôi thấy mới nhỏ cháu ngoại tôi tuổi nên tôi mới lên đi ngồi với anh. Rồi bây giờ nè, anh hãy dành những cái lời tình cảm nhất để anh dành cho con. Giờ con ở đâu con về đi. Giờ cha đi kiếm đi con. Dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây là một câu chuyện rất buồn của một người cha. Tới giờ phút này thì đang khóc rất nghẹn rồi, có thể là nước mắt đang lăn dài trên gò má rồi cô chú anh chị ạ. Rất là thương. Rất hy vọng rằng cái video này được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất bé gái sẽ sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Và nếu cô chú anh chị có thấy bé gái trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858. Anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để anh em đưa bé quay trở về một cách an toàn nhất và một ngày gần nhất đoàn tụ sum vầy bên gia đình. Hôm nay thì anh trai về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con đúng không ạ? Thì anh có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Có. Anh đồng ý ha. Cuối video này thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con gái anh sớm quay trở về. Và dạ thưa cô chú anh chị thì câu chuyện sự việc cô chú anh chị vừa xem thì thật sự đây là một câu chuyện xúc động và một cái lời cảnh tình cảnh giác tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ, hãy nên quan tâm các con để tránh trường hợp các con bị cám dỗ hoặc là bị những đối tượng xấu lợi dụng để rồi cái sự việc xảy ra những câu chuyện đau lòng. Chú Châu còn điều gì muốn chia sẻ tới tất cả cô chú anh chị nữa không? Đầu cuối clip thì tôi cũng xin chúc cộng đồng sang năm mà mạnh khỏe và gặp điều may mắn. Và ai muốn nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ thì gọi điện gặp trực tiếp chú Châu qua số hotline. Bởi vì hiện thời điểm hiện tại thì chú Châu đang là người trực máy. Hotline là 0913785858 nha cô chú anh chị nhá. Thì anh em sẽ sẵn sàng giúp đỡ hoàn toàn miễn phí, tìm con, tìm vợ, tìm chồng. Và những sự việc cũng như hoàn cảnh anh em giúp đỡ là phải tuân theo luật pháp Việt Nam nha cô chú anh chị. Cuối video này em xin phép chào tất cả cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.